đậu xanh, đậu giò bò viên, nạc với nhân. Nhỏ nhỏ lát bột bán. Hôm nay làm chè bột bán nhỏ nhỏ. Hết rồi, còn miếng nữa hết rồi. Bao nhiêu viên đi? Giò đen. Rồi, đậu xanh sơn rồi. Rồi. Là cái nhân có bột bán làm viên nhỏ nhưng trong đậu xanh dừa. Bột bán sau khi ngâm được 1 tiếng giờ rửa sạch rồi đi luộc. Ừ. Ráo nước. Để cho ráo nước. Để đem đi hấp. Đem đi luộc. Rồi, sau khi nước sôi luộc, tắt lửa. Đổ một bán vô. Đậy nắp lại cho mình. Đây nắm lại trong vòng 10 phút. Sau 10 phút mình mở ra. Sau 10 phút hấp. Đó. Nó sôi. Rồi. Nó vẫn còn cái trắng trắng chứ là còn đục đục á. Để chút nữa. Nước này nãy nó hơi nhiều á. Bật lên chút xíu nữa. Tại vì nó còn hơi trắng. Bật lên là chừng nào cho nó sôi đục lên cái là sôi phút lần 2. Đó, nó sẽ nở hết rồi. Đó, hộp nó bự nè. Đó, hộp nó sẽ bự. Nó dư nước đổ xíu đó ra. Đổ cho nó ráo nước. Cho vô nồi lại liền. Này cho nó nóng. Mới mua hả? Mới mua mì mama kìa. Rồi đó. Nó còn nóng nè. Cho nửa chén bột năng vô. Trộn lên. Cứ trộn đều lên, nó đủ hết là được. Lửa nó còn nóng á. Đó, trộn đều hết vậy thôi nha. Cho nó sẽ chặt lại, nó sẽ đặt lại. Cái này nó chạy chạy rồi. Ok, đó. Cứ trộn cho nó đều hết luôn. Còn nóng á, để cho bột năng nó chín lại. Sau khi bột bán luộc xong rồi đổ ra. Rồi cho bột năng vô. Không có bật lửa nha. Để cho nồi nóng á. Đó. Đó, để gì là tự lọc nó nguội thôi. Lát nó nguội nó quẹo lại. Trong tươi này đó. Giờ để cho nó nguội thôi. Nó dính lại, nó còn nóng đó. Nó chưa dính dẻo. Một lát nó nguội rồi nó sẽ dẻo lại. Đó. Sau khi bột lát luộc
đổ chút xíu trong vòng 2-3 phút, đổ ra, đổ ra ráo nước, đổ vô nồi lại, còn nóng á, đổ vô nồi lại, cho bột năng vô, và quẩy liền, sạch liền, quẩy liền cho nó thấm, còn bột năng nó còn nóng nè, cho bột năng nó chín, đó, vậy là dẻo rồi đó, nó đợi nguội rồi mình quấn là thôi, quấn nhân vô, đó, vậy đơn giản vậy đó, thấy không? Bột bán này là của Việt Nam đem qua đó, chứ của giờ đây không được ngon, nó nhỏ xíu à, bột bán này hột nó bự 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 nè. Được ngon quá. Béo, thơm. Ngon ha. Giờ mình làm hai cách ha. Có cách cái kia nãy làm cái bằng cái miếng ráp này. Hồi giờ thấy sao không tiện, nào giờ làm bằng tay không à. Miếng tay chân mình sạch thôi. Đó, ép mỏng ra. Đúng không? Đè mỏng đó. Nó dễ hơn, còn cái kia nó túm vô nó cái cũng được tròn nhưng mà nó cái bột nó dày. Không có feel được, không có mỏng được. Đó, con này nó mỏng này không? Nó mỏng cái mình bỏ vô. Túm lại. Mình bóp chặt nó hay hơn. Đó. Thấy không? Nó nhỏ gọn nữa. Mà phiêu nó mỏng, còn nãy mấy cục làm á, nó được mà nó cục nó dày nè, nó không thấy luôn cái nhân, đó, nó dày quá, làm bằng tay đi, hồi xưa giờ làm bằng tay, giờ làm bằng tay đi đó, nó phiêu hơn, nó chặt hơn, nó nhỏ nữa, nó mỏng mà nó nhỏ nó ok, đó, thấy không? Còn cái này bằng đầu nè, nó bự hơn, mình nhớ dày nữa, còn này nhìn thấy cái cục nhân màu xanh á, nó mỏng, đó, rồi. Làm vậy làm cuối cùng làm cho hết cục nhân rồi luôn. Tán mỏng nó ra. Đó. Thấy không? Cái này làm cho nó mỏng nè. Tán làm mỏng ra. Bây giờ bột bán đã hơi nguội rồi. Nó nguội ở mắm này kìa. Mình dò lại cho nó dính chặt lại. Đó. Này đậu xanh mình vô viên. Cái đáp nè. Nó dính nè. Hồi nãy á, bữa kia cái đợt kia làm á, nó không có dính tay luôn á. Nó nguội á. Không một dính một miếng tay luôn. Mà cái video nó vừa quay xong á, tự nhiên cái bấm quay mà tưởng có quay rồi. Cái cuộc xây lại. Nó không quay. Trời ơi, làm tức quá. Bấm quay mà không sơ ý không nhìn. Đúng tròn rồi. Làm hơi rác làm cục nhỏ nhỏ thôi. Nó bự quá, nó ngán lắm. Tại cái nhân nó nhỏ, nó nhiều. Cái vỏ nó nhiều, bớt cái da vỏ lại. Xoay vậy nè, xoay cho nó tròn cái bánh lại. Đó, giờ phải lấy ra. Rồi, cho gia vị á. Kéo nó dài ra, kéo nó mỏng ra, để nó dày, bột nó dày. Làm biến lấy cái cây dựng quay phim á, cho thấy rõ cái này hơn. Cái này dựa qua đây kìa, dựa luôn, cho nó dễ làm biến. Đó. Tán mỏng ra là cái nhân nó nhỏ này. Cái trái nó nhỏ, dừa thôi. Rồi, mở ra. Cái vậy là tiếp tục làm cho hết luôn. Đợt kia làm, nó còn ấm mắm nó thôi, nó dính. Còn để nguội, nó không dính. Đó.
giờ để mình hấp lại khi hấp 3 phút hoặc 2 phút tại bột bán nó muốn là sắp chín rồi đó. Để lửa vừa vừa thôi, đừng để lửa lớn quá, nói chừng 2 phút 3 phút thôi đó là chín rồi đó, thấy không? Đây xong rồi, bột bán xong rồi đó, giờ hấp cho hết luôn, còn mấy cái hấp cho hết hết luôn. Xong rồi mời cả nhà ăn bột bán, chè bột bán với cúc dừa đó. Này bột bán này thôi cho nó cúc dừa vô, rắc muối mè lên, xong rồi đó, được hai dĩa. Đang hấp đây, còn mấy cái nè, ba cái nè. Xong rồi mời cả nhà bột bán cốc cốc dừa tan tan tan. Đó, bột bán nước cốc dừa đi. Nhắn nó không được đẹp thôi, cậy miễn là ngon là vậy, không dẻo không dính tay ha. Mẹ ơi bột phút đâu.